Diễn biến chuyện báo cáo thu chi tiền công đức chùa Ba Vàng. Tại báo cáo gửi lãnh đạo chính phủ ngày 21 tháng 7 về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã cho biết còn trên 50 di tích tại địa phương không có số liệu báo cáo tiền công đức, trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá có số thu công đức tốt. Trước vấn đề này, chùa Ba Vàng đã phát đi thông cáo, việc báo chí đưa tin không báo cáo thu chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Liên quan về vấn đề này, bà Vũ Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp Bộ Tài chính cho biết, nội dung thông tin chùa Ba Vàng không báo cáo về vấn đề thu chi tiền công đức là Bộ Tài chính báo cáo dựa trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Do đó, việc chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo là không đúng. Do trước đó, ngày 23 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 1574 về việc kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố gửi Ban trị sự chùa Ba Vàng. Mới đây, trả lời trên cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban trị sự kiêm Chánh thư ký Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có đọc các bài viết về việc Bộ Tài chính kiểm tra thu chi công đức tại Quảng Ninh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông nhầm lẫn cơ bản hai khái niệm chùa Phật giáo và di tích. Ta có thể thấy di tích bao gồm đình, miếu, đền thờ, các di tích văn hóa lịch sử khác, trong đó có chùa. Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và chùa Yên Tử cung cấp đầy đủ hồ sơ, minh bạch và công khai việc thu chi tiền công đức theo quy định tại thông tư 04 của Bộ Tài chính cho đoàn kiểm tra, không có điều gì băn khoăn. Trên thực tế, chùa Yên Tử đón khoảng 600.000 lượt khách viếng thăm chùa, chứ không như báo chí nêu. Trong số những Phật tử khách thăm chùa có nhiều đoàn là khách du lịch, khách thập phương mà họ không công đức, không giọt dầu cho chùa.